Sáng 3 tháng 5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại lễ sơ duyệt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh, kết quả buổi sơ duyệt sẽ đúc rút những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành làm cơ sở để các cơ quan đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 5 tháng 5 và đặc biệt là lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào sáng 7 tháng 5 đạt kết quả cao nhất. Để buổi lễ diễn ra tương xứng với quy mô, tầm vóc của sự kiện, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, lực lượng, công tác hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị nhịp nhàng, chu đáo, đảm bảo tốt nhất các điều kiện và tuyệt đối an toàn. Các khối, các lực lượng tham gia nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, nhân lên niềm tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong luyện tập và thực hiện diễu binh, diễu hành.